Xin chào các em học sinh khối 7 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay thầy nhắc lại về bài số 2, bảng tần số các giá trị của dấu hiệu. Một nhỏ, bảng tần số thì khung hình chữ nhật gồm hai dòng, ở dòng trên ghi các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tăng dần, ở dòng dưới ghi các giá trị tần số tương ứng dưới mỗi giá trị đó. Bảng như thế này gọi là bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu. Tuy nhiên để cho tiện thì ta gọi là bảng tần số. Ta xem lại ví dụ 1 của bài hôm trước. Hôm nay ta lập bảng tần số của ví dụ này. Ta kẻ khung hình chữ nhật gồm hai dòng, dòng trên ghi giá trị đóng mở ngoặc x, dòng dưới ghi tần số đóng mở ngoặc n. Ta có thể thay vì gì ghi giá trị đóng mở ngoặc x thì ta ghi là số cây đóng mở ngoặc x. Dòng dưới thay ghi tần số ta có thể ghi số lớp đóng mở ngoặc n. Ta chọn một trong hai cách ghi. Thầy chọn cách ghi đơn giản, chung chung là giá trị đóng mở ngoặc x, tần số đóng mở ngoặc n. Tiếp theo, thầy và các con cùng xem trên bảng giá trị của thì có bao nhiêu giá trị khác nhau. À, rõ ràng gì? Ta có 4 giá trị khác nhau: 28, 30, 35 và 50. Vậy trên dòng giá trị này ta ghi giá trị theo thứ tự tăng dần. Đầu tiên là 28, 30, 35, 50. Rồi tiếp tục ta tìm giá trị 28 này có tần số là bao nhiêu? Có nghĩa là số 28 xuất hiện mấy lần? Tương tự như vậy, 30, 35 và 50. Ta có kết quả như sau. Giá trị 28 có tần số là 2, giá trị 30 tần số là 8, giá trị 35 tần số là 7, giá trị 50 tần số là 3. Từ đó ta viết vào trong bảng tần số. 28 thì tương ứng là 2, 30 tương ứng là 8, 35 tương ứng là 7, 50 tương ứng là 3. Dòng cuối cùng ta ghi n bằng 20. Có nghĩa là trong cái bảng ban đầu thì có 20 giá trị, ghi n bằng 20. Và ta kiểm tra lại để cho khỏi sai, ta kiểm tra lại là lấy các tần số cộng lại xem có bằng gì tổng các giá trị hay không. 2 cộng 8 cộng 7 cộng 3 là bằng 20. Vậy là chúng ta đã làm đúng. Rồi ta quay lại bài ghi của ta. Đã lập bảng tần số ở ví dụ 1. Hai nhỏ chú ý, có thể chuyển bảng tần số dạng ngang thành bảng dọc. Ví dụ như bảng trên thì ta có thể chuyển sang thành bảng dọc. Cột 1 ghi giá trị, cột 2 ghi tần số. Bảng tần số giúp người điều tra có thể dễ có những nhận xét chung về sự phân phối giữa các giá trị của dấu hiệu và tiện lợi cho việc tính toán sau này. Ví dụ như ở bảng trên, ta có thể nhận xét như sau. Tuy các giá trị của dấu hiệu x là 20, song chỉ có 4 giá trị khác nhau là 28, 30, 35, 50. Chỉ có 2 lớp trồng được 28 cây, song lại có đến 8 lớp trồng được 30 cây. Số cây trồng được của các lớp chủ yếu là 30 hoặc 35 cây. Chúng ta bắt đầu làm bài 6, sách giáo khoa trang 11. Điều tra số con trong 30 gia đình thuộc một thôn cho trong bảng.
Câu A. Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Từ đó lập bảng tần số. Rất đơn giản. Dấu hiệu là số con của mỗi gia đình trong 30 gia đình thuộc một thôn. Lập bảng tần số. Kẻ khung hình chữ nhật. Dòng trên ghi giá trị đóng mở ngoặc x. Dòng dưới ghi tần số đóng mở ngoặc n. Ta nhìn lại bảng thống kê ban đầu. Có bao nhiêu giá trị khác nhau? Thật đơn giản. Có 5 giá trị khác nhau, đó là 0, 1, 2, 3, 4. Vậy dòng trên giá trị, tôi ghi lần lượt các giá trị theo thứ tự tăng dần. 0, 1, 2, 3, 4. Tiếp theo, ta tìm tần số của giá trị 0. Có nghĩa ta xem số 0 này xuất hiện bao nhiêu lần. Số 0 xuất hiện 2 lần, vậy tần số của số 0 là 2. Giá trị 1 có tần số là bao nhiêu? Hay nói cách khác, số 1 xuất hiện bao nhiêu lần? Tần số của số 1 là 4. Tương tự như vậy, số 2 xuất hiện bao nhiêu lần? Số 2 xuất hiện 17 lần, vậy giá trị 2 cái tần số là 17. Tương tự như vậy, ta có giá trị 3 có tần số là 5, giá trị 4 có tần số là 2. N đây bằng 30. N này là tổng số có bao nhiêu giá trị? 30 giá trị N bằng 30. Để kiểm tra xem ta làm chính xác chưa? Thì ta lấy 2 cộng 4 cộng 10, 7 cộng 5 cộng 2 bằng 30. Vậy khả năng ta làm chính xác rồi. Câu B. Hãy nêu một số nhận xét từ bảng trên về số con của 30 gia đình trong thôn. Số con của các gia đình trong thôn chủ yếu thuộc khoảng nào? Số gia đình đông con, tức là có 3 con trở nên, chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Ở câu này họ yêu cầu ta nhận xét. Họ đóng mở ngoặc đơn cho ta nữa. Vậy có nghĩa là ta chỉ làm việc là gì? Trả lời phần đóng mở ngoặc đơn này thôi. Thật đơn giản. Quá đơn giản luôn. Số con của các gia đình trong thôn chủ yếu thuộc khoảng nào? Ở đây ta thấy là gì? Tần số có giá trị lớn nhất là 17. Những số 4 và số 5 này khoảng cách với 17 rất là lớn nên ta gì trả lời luôn. Số con của mỗi gia đình chủ yếu thuộc khoảng 2 người con. Từ tần số lớn này ta suy ra cái giá trị này. Giá trị 2 là gì? Số con của mỗi gia đình chủ yếu thuộc khoảng 2 người con. Tiếp theo, số gia đình đông con. Tức là 3 con trở lên. Có nghĩa là ta lấy gì? Số tần số của giá trị 3 cộng giá trị 4. Đấy. Vậy là gì? 5 cộng 2 bằng 7. Vậy ta có câu trả lời. Số gia đình đông con từ 3 con trở lên là 7 gia đình. Chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm? Ta lấy gì? Số gia đình đông con chia cho tổng số gia đình và nhân với 100%. Rồi, ta có chiếm tỷ lệ 7 nhân cho 7 chia cho 30 nhân cho 100% bằng xấp xỉ 23,3%. Vậy là chúng ta đã gì? Làm xong bài 6 sách giáo khoa trang 11. Thân ái chào các em.